Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới thật ngạc nhiên, một hiện tượng được cho là phép lạ chuốn làm vừa xảy ra tại giáo phận khiến giám mục rất ngạc nhiên, xin cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đâu đó trên thế giới ngày nay, Chúa vẫn tỏ lộ và thực hiện những điều lớn lao vĩ đại. Sự kiện mới nhất sau đây có lẽ là phép lạ nhãn tiền mà Chúa tỏ lộ cho chúng ta. Một phép lạ thánh thể mới ở Mỹ Châu Latin. Giám mục đầu tiên của giáo phận Gracias ở Honduras, Đức cha Gunter Gulien Soto đã công nhận một phép lạ thánh thể mới xảy ra cách đây một năm tại một giáo xứ nông thôn ở thị trấn nhỏ San Juan. Gracias thuộc khu vực Lempira là một thị trấn có hơn 57.000 cư dân ở phía tây Honduras. Nó được thành lập từ năm 1536 và tên ban đầu của nó là Gracias a Dios, nghĩa là tạ ơn Chúa. 22 dặm về phía nam của Gracias là thị trấn San Juan, trong khu vực Intabuca, lân cận. Ở đó, trong nhà nguyện của cộng đồng El Espinal là nơi đã xảy ra phép lạ thánh thể được vị giám mục tuyên bố, một vết máu trên một khăn thánh. Vào chiều ngày 9 tháng 6 năm 2022, khi giáo hội Công giáo đang cử hành phục vụ lễ Chúa Giêsu Kitô, linh mục thượng phẩm hàng hữu được cử hành vào thứ năm sau lễ hiện xuống. Jose Elmer Benitez Machado đã đến nhà nguyện của cộng đồng El Espina trước bất kỳ ai khác để cử hành phục vụ lời Chúa và phân phát cho các tín hữu bình thánh đã được các linh mục của giáo phận truyền phép trước đó. Khoảng 60 gia đình sống ở El Espina trải rộng khắp vùng núi, chủ yếu làm nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, lợn và gia cầm. Chỉ có 15 gia đình tham dự phục vụ lời Chúa vào thứ năm hàng tuần do giáo dân chủ trì, vì họ không có linh mục trong thị trấn. Benedict đã được bổ nhiệm làm thừa tác viên sức lễ ngoại thường cách đây 2 năm để lo các nhu cầu mục vụ của nhà nguyện dành riêng cho thánh Jacobe Tông Đồ. Vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương, phục vụ lời Chúa bắt đầu. Khi đến giờ phân phát thánh thể, Benedict mở nhà tạm và nhận thấy khăn thánh có những vết lớn dường như là máu người. Tôi rất ngạc nhiên, anh ta nói với EWTN Noticias, chương trình tin tức tiếng Tây Ban Nha của EWTN. Hy vọng đầu tiên của tôi đó là máu Chúa Kitô. Tuy nhiên, trong lúc bối rối và để hoàn thành thừa tác vụ của mình, anh ta tiếp tục cử hành và phân phát thánh thể. Trước khi kết thúc, vào lúc đưa ra thông báo của giáo xứ, Benitez hỏi những người có mặt xem họ có thấy nước rò rỉ vào nhà thờ hay không, hoặc họ có biết ai đã vào trước đó hay không. Sau đó, anh ta nói với họ những gì anh ta đã nhận ra. Reginaldo Alcula Benitez, điều phối viên giáo xứ và nhân chứng tuyên thệ trong quá trình điều tra, đã nói với EWTN Noticias. Một số người trong chúng tôi trả lời rằng chúng tôi không thấy nước rò rỉ và khi anh ta giải thích chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi yêu cầu anh ta cho thấy khăn thánh. Petrina Garcia lúc đó đang ở trong nhà thờ nói rằng cô không nghi ngờ gì rằng đó là một phép lạ. Đây là điều mà Chúa đã đặt sẵn cho chúng tôi, cô nói. Ngày hôm sau, cha Marvin Sotelo và cha Oscar Rodriguez, thừa sai thành tâm Chúa Giêsu, những người đã đến thị trấn San Juan de Intibucá chỉ 2 tháng trước, đã đến cộng đồng El Espinal để chứng thực những gì điều phối viên giáo xứ đã nói với họ qua điện thoại. Cha Sotelo cho khăn thánh vào một túi ni lông có niêm phong kín cất giữ trong nhà xứ và 2 ngày sau trao lại cho Đức cha Guinlen. Đức cha Guinlen đặc biệt nghi ngờ và quyết định giữ nó trong nhà nguyện riêng của mình trong khi ngài suy nghĩ xem phải làm gì. Tôi không dễ tin tưởng một cách ngây thơ vào mọi thứ, logic khiến chúng ta thận trọng. Gần 3 tháng sau, vị giám mục ra lệnh tiến hành một số xét nghiệm khoa học tại Trung tâm Y tế Santa Rosa de Copan cách Gracias khoảng 30 dặm để đánh giá quá trình oxy hóa và pha loãng của máu. Kết luận rằng không có vật liệu cần thiết để tiến hành phân tích, khăn thánh đã được gửi đến Trung tâm Nghiên cứu Chất độc Lisates ở Tegucigalpa, nơi Hector Diaz Genvalle, người có bằng tiến sĩ hóa học và dược phẩm, dẫn đầu cuộc điều tra.
Vào cuối tháng 10 năm 2022, quá trình phân tích bắt đầu với sự can thiệp của chuyên gia pháp y bên ngoài và chuyên gia về phân tích chất độc. Ban đầu, người ta loại trừ giả thuyết rằng vết bẩn là nhựa cây hoặc máu động vật. Các thủ tục sau đó tiết lộ rằng máu là của người và thuộc nhóm máu AB với yếu tố Rh dương tính, giống như phép lạ thánh thể ở Lanciano, Ý, cũng như máu được tìm thấy trên tấm vải liệm Turin cũng ở Ý. Theo cổng thông tin có tên là Đánh giá dân số thế giới, ở Honduras, chưa đến 2,5% dân số ở quốc gia đó có cùng nhóm máu. Các cuộc điều tra của chuyên gia cũng loại trừ khả năng vết máu có thể được tạo ra một cách giả tạo. Valle ngạc nhiên vì vải đã tiếp xúc với không khí, độ ẩm, các thử nghiệm giả định đã được thực hiện trên vải và nó không khô như thường thấy, và cho đến nay nó không có biểu hiện hư hỏng hoặc nấm mốc. Trong các cuộc điều tra pháp y, các xét nghiệm giả định và xác nhận là một công cụ hữu ích trong việc nghiên cứu các vết máu. Sau khi thực hiện các cuộc điều tra và đưa ra lời khai của các chứng nhân dưới lời tuyên thệ có công chứng, Đức cha Gracias xác nhận rằng đó là một sự việc đáng ngạc nhiên. Ngài nói, tôi không nghi ngờ gì về độ tin cậy. Ngài nói, tôi nghĩ rằng dấu hiệu phi thường và hữu hình này có thể cảm nhận được, có thể kiểm chứng này về sự biểu hiện của máu Chúa trong một cộng đồng ít người biết đến, ở giữa vùng nông thôn khắc nghiệt nhất, trong môi trường nông nghiệp của chúng ta, nói lên rất nhiều điều vào thời điểm này. Về lý do có thể xảy ra phép lạ, Đức cha nhận xét rằng Thiên Chúa yêu thương những người bên lề, những người kín đáo, đơn sơ, tại một ngôi làng ít người biết đến, không có bất kỳ liên quan xã hội nào, cách xa khu vực thành thị, Chúa chọn để hiện thân. Trong lịch sử giáo hội đã ghi lại hơn 100 phép lạ thánh thể, trong số này ít nhất 4 vụ đã diễn ra ở các nước Mỹ Latin, Gracias, Honduras sẽ là nơi thứ 5. Nguồn Việt Catholic News. Nguyện xin Chúa soi sáng cho chúng con. Amen.